si hải quân. Ngày chỉ mưa xa vượt qua phong ba bao ta, đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển thân thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước. Gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, thảm biệt hậu phương ta mà theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu. Con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mà lời của bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Chúng ta là người chiến sĩ hải quân, ngày chỉ mưa xa vượt qua phong ba bao ta, đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển thân thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước. Gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, tạm biệt hậu phương ta mang theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu. Con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mà lời của bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Chiến sĩ hải quân, ngày chỉ mưa xa vượt qua phong ba bao ta, đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ. Báo cáo với này toàn thể hội nghị, để cũng như là hàng năm thì cứ đến dịp tháng 5, ngành doanh trại, ban liên lạc truyền thống doanh trại hải quân tổ chức gặp mặt, và năm nay thì chúng ta cũng tổ chức vào dịp tháng 5. Tôi xin trân trọng giới thiệu về đại biểu về dự cái buổi gặp mặt truyền thống doanh trại Hải quân năm 2019 có đồng chí Đại tá Nguyễn Liệu, Phó ban liên lạc truyền thống hậu cần Hải quân. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Hữu Học, trưởng phòng doanh trại hậu cần hải quân, và toàn thể các đại biểu về tham dự với chúng ta hôm nay. Và năm nay thì tôi cũng xin giới thiệu luôn là trong cái hội nghị năm 2019 chúng ta được thêm một số các cái thành viên mới về dự. Thì tôi xin giới thiệu là đặc biệt là bác Lưu Phú Lương. Đấy, Lưu Phú Lương là cựu cán bộ ở phòng doanh trại từ lâu rồi, năm nay cũng được tham dự. Xin giới thiệu bác Lưu Phú Lương ạ. Thế và trong đó là có tiếp theo là có đồng chí Lưu Phú Thiện là con trai bác Lương và cũng là thành viên của phòng doanh trại của Sở Mộc trước đây. Và tôi xin giới thiệu tiếp là đồng chí Nguyễn Sĩ Biếng, cũng là cũng cựu binh của ngành doanh trại ta, năm nay đồng chí lần đầu tiên là tham dự với chúng ta. Đồng chí Thái Việt Dũng, xin mời đồng chí Thái Việt Dũng cũng là trưởng ban doanh trại vùng năm. Và đồng chí Nguyễn Xuân Trang xây dựng cơ bản Bộ Tư lệnh Hải quân. Thì trong năm 2019 chúng ta có tôi thống kê được 5 thành viên mới. Giới thiệu đồng chí Việt cũng là lần đầu tiên tham dự với hội nghị truyền thống doanh trại chúng ta.
Trang rồi, Trang giới thiệu rồi. Tiếp theo chương trình thì tôi xin giới thiệu bác đồng chí Nguyễn Viết Khanh, trưởng ban liên lạc truyền thống doanh trại hải quân, nên quán triệt mục đích, yêu cầu và khai mạc hội nghị. Kính thưa đồng chí Nguyễn, đại biểu của ban liên lạc truyền thống hậu cần, thưa đồng chí Học, trưởng phòng xây dựng doanh trại của hải quân, thưa tất cả các đồng chí, hôm nay cũng rất là vui mừng và phấn khởi. Như thế là cái anh mà từ xưa đến giờ là đi tìm mãi không thấy, là hôm nay là anh Lương anh ra được là mừng lắm, vì anh ấy đã ở đây lâu lắm rồi, tức là thời kỳ xưa là từ cái hồi ở lán trại tạm mà cho đến các cái thứ này đều có cả. Thế thì báo cáo với các anh là thế, và hôm nay cũng rất là vui mừng, thế là báo tin, thế là như thế là bác sinh ra thì là coi như là cả bác gái cũng ra, thế là rất là vui đấy anh em. Thế là thế còn là hôm nay thì cũng xin báo cáo như này này, đáng nhẽ là chúng ta thì mọi khi chúng ta lấy vào cái ngày mùng 7 tháng 5 là cái ngày thành lập quân chủng, thì lúc bây giờ thì hồi xưa thì anh em họp có nói rằng đã ngày thành lập quân chủng thì phải có chỗ ở, thì cho nên là thôi danh trại ta đến đấy cái ngày đó để ta ấy là coi như là giải quyết là hội liên lạc với nhau thôi đấy. Thế đấy là cái để ta làm này, chứ cho nên bây giờ quanh đi quẩn lại thì ta cũng cứ lấy là tháng 5 rồi, tháng 5 Hải Phòng nhiều việc lắm. 13 tháng 5, mùng 7 tháng 5 là thành lập Hải quân, 13 tháng 5 là giải phóng Hải Phòng, 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của bác, cho nên cái tháng 5 thì nó nhiều ý nghĩa quá. Thế thì ta lấy cái ngày đó là tháng 5 này trong cái phạm vi, tức là cộng trừ một ít là được. Thế đáng nhẽ ra là cứ phải làm đúng một cái ngày hôm xưa đó như thế, nhưng mà bây giờ là cứ du di là trong cái thời gian ấy cũng được, vì nó nhiều việc. Thế thì năm nay thì có cái này, đáng nhẽ là hôm xưa nếu mà ta làm sớm một tí thì ta làm cho hội trường bên kia, nhưng bây giờ là đề nghị là ta có điều kiện thì ta lên ta tâm sự trao đổi với nhau trong cái điều kiện mà với tất cả những anh em cũ mới, thì tôi đề nghị là các anh như thế, thì đấy là cái việc mà ta hôm nay làm. Thì thế thì bây giờ xin mời thưa các đồng chí đại biểu khách quý của phòng, thưa toàn thể các đồng chí thiếu quan trọng thưa toàn thể hội nghị, cũng vinh dự cho tôi hôm nay là được mời đến dự cái ngày, tức là gặp mặt lần thứ 6, mà tôi thấy là rất là vừa rồi xúc động trước cái tình cảm anh em công tác. Mà năm nay tôi về năm 91, năm nay là 28 năm rồi, gặp lại anh em nhiều đồng chí cũng quên, không nhớ ra, nhưng mà ngồi một lúc thì mới nhớ ra gặp mặt, thì tôi cũng rất là cảm động và chân thành cảm ơn các đồng chí, tức là đã nhã ý và mời đến để gặp mặt để cùng vui với anh em và nhớ ôn lại quãng đời đã cùng công tác và những cái ngày mà gặp nhiều khó khăn. Cho nên là công việc thì của phòng doanh trại cũng rất là lớn lao và rất là nặng nề, thì tôi cũng thấy là nhiệm vụ chúng tôi không còn công tác nữa, mà gánh nặng bây giờ là chủ yếu là các đồng chí còn ở lại để đảm bảo vấn đề vật chất gọi là của quân đội cũng như của ngành dân trại. Mà nhất là bây giờ tôi nghe đài báo chí như thế, gánh nặng bây giờ là của Trường Sa, cả nước bây giờ no đến cái công việc của Trường Sa, cho nên là ngành dân trại là cũng phải lo vật chất, đây là tất cả các cái thứ nhà cửa và của anh em ở ngoài Trường Sa. Mà tôi trực tiếp tôi đã được ra Trường Sa rồi, ngày đó chỉ có mới có 7 đảo, 8 đảo, 9 đảo thôi, nhưng bây giờ chúng ta hơn 20 đảo, cho nên là nặng nề, công việc nặng nề, cho nên là tôi không còn công tác nữa, nhưng mong các đồng chí còn đang công tác cố gắng đảm bảo phát huy cái truyền thống của phòng doanh trại quân chủng. Cuối cùng thì cũng xin kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong ngành doanh trại và hội nghị hôm nay một lời chúc sức khỏe, mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Bây giờ xin đề nghị là mời bác Sinh lên có ý kiến một chút nhà.
Rồi. Kính thưa các ông chí đại biểu, kính thưa các bác, các anh, các chị, nguyên là trưởng người phó phòng, người cán bộ của phòng trên trại. Thực ra nói hôm nay thì tôi cũng rất là phấn khởi được về gặp mặt đông đủ anh em, các đồng chí cán bộ, các đồng chí cao tuổi hơn, các đồng chí đi trước hơn và các đồng chí cùng với chúng tôi trong một thời gian. Nếu mà nói mà ở trên trại tôi ở thời gian cũng dài chứ không ngắn, cho đến lúc nghỉ hưu, từ bao nhiêu năm làm ở trên trại, nhưng mà thực ra nghề thì không phải là nghề chính, nhưng mà ở trên trại nên là thôi thì cái gì cái cũng cùng các đồng chí nguyên là trưởng phó phòng ấy, nguyên là những trợ lý đắc thủ của phòng nhân trại, xây dựng cái phòng nhân trại của chúng ta cho đến ngày hôm nay, phải nói là tôi thấy này rất là tuyệt vời. Đặc biệt là các đồng chí mới trong bây giờ, các đồng chí phòng trại mới bây giờ, các đồng chí rất là quan tâm đến những anh em chúng ta, những người đã nghỉ hưu, những người đã có một phần tham gia đóng góp xây dựng cái phòng nhân trại. Và đó chúng tôi thấy là rất là ghi nhận và rất là như vậy, cảm ơn các đồng chí luôn luôn quan tâm đến anh em chúng tôi, động viên tạo mọi điều kiện để chúng tôi làm sao sống vui, sống khỏe và sống có ích cho gia đình và cho xã hội. Nhân ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ xin có một số ý kiến này, thì chúng ta bây giờ anh em chúng tôi thì tất cả chúng ta ở đây thì trừ các đồng chí trong bây giờ còn đương chức thì không nói rồi, còn toàn bộ là đã về hưu rồi. Thì cũng chỉ mong rằng chúng ta luôn luôn thường xuyên gặp nhau một tí, vui vẻ trao đổi với nhau tâm tư tình cảm, gặp gỡ lẫn nhau để làm sao mà thấy được nhau khỏe, tay bắt mặt mừng là vui vẻ mạnh khỏe là tốt rồi. Thế là sao sống được vui, sức khỏe, và đừng có cho mình là già, mà đừng có cho mình là yếu. Lúc nào mình cũng phải vui vẻ, ta vẫn còn khỏe, ta vẫn còn mạnh khác thì nó đỡ đi. Chứ lúc nào cũng giàu dĩ thì lập tức là mình giàu dĩ. Lúc nào mình cũng kêu bệnh tật là mình sẽ trở thành bệnh tật. Mà lúc nào mình cũng kêu già khổ khị thì mình trở thành yếu đi. Cho nên là tôi để mong rằng các ông chí chúng ta, mọi người chúng ta phải vui lên, cho mình vẫn cứ là vui vẻ, vẫn là trẻ đi. Tôi năm nay cũng sắp chỉ 80, còn trẻ còn đi thanh niên mà sắp chỉ 80 rồi. Nhưng mà tôi chưa tức là bảo tôi làm hội người cao tuổi, chủ tịch hội người cao tuổi, tôi bảo tôi người đang làm đâu. Cứ vô tư đi thì cuộc đời nó sẽ khác đi. Cái gì của mình thì nó sẽ đến với mình. Mình cố gắng với mức độ nhất định, còn cái gì không của mình thôi kệ nó. Còn người ta thì kệ người ta, đừng có làm cái gì cho bản thân mình và mọi người gặp nhau mà không thấy vui thì cái đó nó không hay. Đấy là quan điểm của tôi như vậy. Cũng mong rằng tức là gặp mọi người cũng cứ bây giờ vẫn cứ anh, vẫn cứ em, vẫn cứ như là vui vẻ thì là rất là thích. Nên thì như vậy là hôm nay thì nói thật với mọi người là tôi cũng đưa cả bà xã là tôi cũng bằng tuổi tôi đến đây với lại anh em, bởi vì tức là nói gì nói mình đến bây giờ làm được cái gì, đến bây giờ thì không có bà, ai không có bà thì có cái gì, không làm được cái gì cả. Nên là hôm nay ông phải cố gắng kéo bà lên đây như vậy, bà đến đây như vậy là để chia vui với lại anh em trong phòng nhân trại chúng ta. Tức là bà cũng xin cảm ơn các đồng chí phòng trại bây giờ, các đồng chí thủ trưởng và anh em trong phòng nhân trại, và cảm ơn các đồng chí đại biểu cùng nghề cùng ngành về dự với anh em chúng tôi. Cảm ơn các bác, anh, các chị, các đồng chí và cảm ơn tất cả mọi người. Xin chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi vấn đề. Cái báo cáo với anh ấy là rất là vui mừng, là báo tin là ta ấy, là phòng ta ấy, là được cái vinh dự là có một anh hùng mà để về làm công tác doanh trại. Mà giờ doanh trại lúc bây giờ là gì? Để làm cái trí công vô tư. Đấy, chứ cho nên là báo cáo là lấy cái đó. Đấy, cho nên là cũng rất là cảm ơn anh Xanh. Tôi vẫn phải nói với anh Xanh và cũng mọi người là tôi rất là cảm ơn. Chứ nếu không lúc bây giờ tôi không xoay sở được. Vì lúc bây giờ tôi trưởng phòng nhưng mà nó nhiều việc và đồng thời là cái không mà các chị, các anh ấy đến là có người đến khóc bảo là tại sao tôi không được nhà ấy. Thì sau bây giờ mình không đẩy cho xuống ông Xanh. Vì ông Xanh là anh hùng, ông ấy chả có ý kiến gì cả. Ông ấy làm là trí công vô tư mà. Thế cho nên là rất là phấn khởi. Cũng một lần nữa thì cũng hôm nay cũng tại đây xin rất là cảm ơn đồng chí Xanh. Đấy. Bây giờ thế nào, mời anh Dũng ở vùng 5 thôi nhỉ. Kính chào tất cả các ông, các bác, các anh, các chị và toàn thể ban liên lạc của Hội Doanh trại và Xây dựng có mặt hôm nay.
báo cáo với các ông, các bác, các anh, các chị là em là trưởng ban trang trại của vùng năm 2007 đến 2016 và nghỉ hưu tháng 3 năm 2016, nghỉ hưu chính thức tháng 3 năm 2016. Hôm nay rất vinh dự, lần đầu được như vậy là đến dự cuộc gặp mặt này và em cảm thấy rất tự hào và rất là vinh dự. Em rất cảm ơn các ông, các bác, các anh, các chị thế hệ đi trước đã dìu dắt và như vậy là giúp đỡ để cho bọn em trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay lại được về đây để gặp các anh, các bác, các ông, các chị. Đó là một cái niềm hạnh phúc lớn đối với em. Và em xin kính chúc tất cả các ông, các bác, các anh, các chị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn và kính chào tất cả các anh, các chị, các ông, các bạn, các bác. Vâng, xin chào quý đại biểu, chào các ông, các bác, các anh chị. Em là Võ Quốc Việt, tức là tương thân của phòng tránh trại của Thư Bắc Khánh là từ năm 79 đến năm 83. Là em cũng chuyển ngành và đến về thì cũng lo cái cuộc sống và cùng vì công việc của bản thân và cùng của tổ chức thì em chủ yếu là hoạt động ở bên Lào. Đến năm 2008 thì em nghỉ hưu và đồng thời là thành lập doanh nghiệp ngoài để làm kế hoạch của gia đình và bản thân. Đến mấy cái đợt mà nắm được rồi, bây giờ đợt thứ 6 thì em mới nhận được cái thông tin là ra họp mặt, thì em đợt này cũng là rất là phấn khởi và cũng là rất tự hào của bản thân. Thì nhân tiện hôm nay ấy, là cũng chúc toàn thể là các vị đại biểu, được bác, các chú, các anh, các chị là được mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào. Và đồng thời là cũng mong sao là cái hồi liên lạc này là cũng duy trì được mãi mãi, cứ một năm một lần để anh em là được tụ họp về đây để là tâm tư tình cảm với nhau trong cái cuộc sống còn lại để hiểu biết lẫn nhau và biết được cuộc sống của nhau sau những năm tháng được cống hiến cho tổ quốc. Và bây giờ về duy trì cuộc sống của gia đình làm sao là mong các vị đại biểu cùng toàn thể chủ các bạn, các anh, các chị mạnh khỏe dồi dào và ta duy trì được là hàng năm gặp mặt cùng chín chúc sức khỏe toàn bộ là hội nghị chúng ta. Xin chào. Bây giờ đến chỗ anh Miếng đâu nhỉ, hội viên mới. Kính thưa các chú, các bác, các anh, các chị, hôm nay thì tôi cũng rất vinh dự là cái ngành của ta là tổ chức năm thứ sáu, lần thứ sáu, nhưng mà tôi hôm nay lần thứ sáu mình tham dự là vì cũng được thông tin thì là lần thứ năm thông tin rồi, nhưng mà chuẩn bị đi thì có sự cố chứ không đi được, cũng báo cáo bán liên lạc. Nhưng mà năm nay thì mặc dù bận nhưng mà tôi cũng sắp xếp thời gian để đến gặp các bác, các chú và các anh, các chị. Bởi vì cũng xin giới thiệu là tôi là tên là Nguyễn Sĩ Biển, tên nói chung về hải quân á là năm 75, nhưng mà về làm việc với ngành ta là năm 80. Thì lúc tôi về thì coi như là bậc thời là làm trưởng phòng, bậc khanh ở đấy làm phó phòng và bậc đảm là chuyến biệt phiểu. Tôi lên là coi như là để là cài cục được cả cụ, mà cục khánh mà hồi đó mà cho tôi được quần gì dâu, tôi nói là như quỷ như vàng chứ, vì dự trữ đơn vị đối tôi nghe được nghe cả ông này nó giỏi động giỏi đi quán hệ xin được bảy quần gì dâu về là tuyệt vời. Cái quỷ như thế để ta nói cái thời kỳ gián khổ là cái ngành của ta thời kỳ gián khổ như thế, rồi toàn đi các đảo để mà đi cái họ có thể về đập để làm là đán tránh lập nhà, thế đi mua đi xin đóng trường để về trẻ làm thức bê trẻ về lập nhà ở cái vịnh Hạ Long. Cho nên cả cái đảo mà ngoài vịnh Hạ Long ấy cơ bản là tôi biết hết, phải tôi đi thì biết hết ở ngoài vịnh Hạ Long ấy. Cái đời tôi thì bảo cả ông chỉ là về quân năm 75 mà hồi xưa là lính tàu, cho nên các đảo phía nam tôi biết hết. Thế bây giờ ra ngoài này làm nghề tránh trại nữa thì các đảo phía bắc tôi biết đấy, chứ biết nhiều đấy. Nhưng mà trong quá trình làm việc thế này thì nói hết nhiều đồng chí đã nói rồi, rất cảm ơn cả ông chị. Đầu tiên là cụ Khánh, cụ thời cụ Khánh đến là coi như là bậc Minh, bậc Huy, bậc Tuần. Nói chung là các vị trợ lý trong phòng rất tạo điều kiện chúng tôi. Khó khăn như thế mà lên phòng lúc nào cũng phấn khởi, các vị tạo điều kiện hết sức để chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ được. Mà ngành ta là một cái ngành rất vô tư. Tôi vừa nói các vị này,
vừa gặp mặt em thấy ngay cụ Khánh rất là khỏe, vẫn khỏe không nào. Rồi các bác sau này cũng được, các bác về hưu rồi nhưng mà vẫn là khỏe trẻ thì chúng tôi rất mừng. À, vô tư chúng tôi mừng. Gặp nhau bây giờ hỏi là bây giờ tình hình là các bác thế nào, lâu bệnh tật thế nào, sức khỏe con cái nào thì là mình mừng. Chứ tôi không nghĩ là các bác ở nhà mấy tầng cao tầng nhận, tôi không nghĩ đấy. Mà nghĩ là chỗ bác nào khỏe, bậc Khánh tôi thấy là lần lần những năm 80 thì bậc không đấy này. À, hồi khó là tôi làm là bậc không là phó phòng xây dựng cơ bản, mà bậc Hải là trưởng phòng. Đây, năm 80, 81 như thế này. Tôi thấy rất là quý. Đấy, mà rất là tôi thấy là một cái điều là sâu sắc. Báo giờ trong cuộc sống của tôi, cái ngành của ta là đéo đổi tôi là suốt đời. Thời kỳ bậc Khánh, thời kỳ bậc Đàm, thời kỳ các bác, bậc Huy, bậc Minh rồi. Bậc Hiền, ta làm việc là vô tư với nhau. Nó thoải mái, không có gì căng thẳng rồi. Chứ bây giờ về là nghe tiếng một người. Ở chứ bậc Minh lắm khỏe là tôi rất mừng. Đấy, bậc Hiền ấy, thấy phóng đồ mà trẻ lại hơn chưa. Đấy, cái nói ví dụ đấy. Cho nên là ta là nói chung cái quan trọng là cái tình nghĩa làm gì ạ. Chứ ta đừng nghĩ đấy, bây giờ cuộc sống nó khác cái mỗi anh, mỗi hoàn cảnh cả thứ rồi. Nhưng mà nói chúng ta về đi thương thôi thì nói chúng là gặp nhau cái là tâm mừng. Thôi xưa tôi vẫn nhớ mãi cái cánh cách ấy. Thời gian rất ngắn. Nhưng tôi lên xuống quá xuống tao gặp chân thì nhớ đến cách liền. Nếu mà không thì nhớ đến cách liền. Cái thì rất ngắn nhưng mà ta vẫn nhớ cái tình nghĩa đó. Rồi bậc khiêm điện được trong phòng ta những thời xa chứ. Tôi vẫn nhớ là vì tôi tiếp xúc với anh ta là quá lâu. Cùng thời gian thì nói chung người thì ngắn nhưng mà làm việc cái dài. Bảo gì thế? Làm việc cái dài với ngành tài ra nhưng mà nói chung qua cả thời kỳ tôi thấy là cả chúng ta rất tạo điều kiện cho cấp dưới để hoàn thành nhiệm vụ. Không vì mục đích gì cả. Đây các bạn, các chú, các anh, các chị là nói chúng luôn luôn là cái kể cả cái là cáo chí là trợ lý trung phong luôn luôn là tạo điều kiện giúp đỡ là cấp dưới để hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, về cái tinh nghĩa là đó, về cái trách nhiệm chúng rất tinh nghĩa. Đấy, cho nên hôm nay thì về dự họp thì cũng là thành viên là mới đầu tiên thì cuối cùng thì nói tôi xin kính chúc các bạn, các anh, các chị là luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn giữ được cái mối tình cảm đoàn kết mãi mãi kéo sơn. Thế còn bây giờ ví dụ như đồng chí học bây giờ trưởng phòng thì cả thứ thì là chúc cảm chị mạnh khỏe thôi, nhưng mà chúc cái ta là giống người là gọi là cựu ngành anh trai luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhau là lúc nào cũng vui vẻ và có điều kiện là chúng ta phải tạo mọi điều kiện để đến thăm nhau Hà Nội rồi là Hải Phòng rồi là Sài Gòn rồi cả thứ là Nghệ An tỉnh là ta luôn luôn lấy cái thông tin để có điều kiện để thăm nhau. Đấy thì cuối cùng một lần nữa thì xin kính chúc các bạn, các anh, các chị luôn luôn giữ gìn sức khỏe và chúc cái hội nghị của chúng ta luôn luôn được duy trì và thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ đây các anh chú để có ý kiến không gì? Kính thưa các chú, các anh, các chị và toàn thể các thành viên của ngôi nhà ba dinh, ngôi nhà ngành trang trại quân. Hôm nay thì báo cáo chú anh chị là được trước được anh Trơn thông tin thì cháu nghĩ là không biết hôm nay có về được không ấy. Làm phó nó khổ thế, không chủ động được. Thế thứ hai là trên cục nó nắm việc quá. Thế nhưng cũng rất là may hôm nay thì không có dính đi hội nghị cuộc họp nào nên là sáng giải quyết việc đầu giờ xong rồi về đây được luôn. Thì về thì hôm nay thấy một cái mừng là hội của chúng ta ấy, thành viên ngày càng đông hơn, các cái gương mặt anh em là hôm nay là có mặt được đông đủ mà lại cái nay là từ năm ngoái hôm nay cứ hỏi anh Biếng không biết thì không nhìn thấy anh Biếng, nhưng hôm nay thì thấy anh Biếng xuất hiện đây rồi mà thấy người khỏe này, mọi thành viên có mặt đông đủ, mọi người mạnh khỏe như này là cái này đúng như anh Biếng nói là không còn cái gì mừng hơn. Thế chỉ nằm sau một cái cầu mong cho các chú, các anh, các chị, tất cả mọi người trong thành viên của hội Việt Nam, mọi người giữ gìn sức khỏe đấy và duy trì cái hội của mình, ngày càng các thành viên trong hội ngày càng gắn kết hơn. Thế còn qua ý kiến của anh Biến, thì cũng có cái ý rất là hay chú Hạnh, tức là có thể mình cũng tổ chức đi du lịch đi nước cũng được. Thế, trong cái các cái tỉnh được cái là hải quân mình cũng trải dài từ Quảng Ninh vào đến Phú Quốc, các cái tỉnh ven biển thì không nói đâu. Thế nhưng mà giả sử như là ban liên lạc mà chúng ta có tổ chức đi ví dụ là đi các tỉnh miền núi chẳng hạn, thì trong cái thời gian mà cháu còn đang công tác thì ví dụ như chỗ ăn chỗ ở là cũng có thể là bên cạnh các chú rồi đấy. Nên là đấy cũng là một cái gợi mở thôi. Thế mà tất cả mọi cái mà tùy
theo hoàn cảnh, tùy theo điều kiện thực tế, thì ta cứ mong cho mọi người mạnh khỏe là được rồi. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các chú, các anh, các chị. Nói chung cái này ý kiến thì còn rất là nhiều và anh em ta đấy, nhưng mà thời gian bây giờ cũng là 10 rưỡi rồi. Thế bây giờ để mời cái là trưởng phòng học là lên có ý kiến với anh em ngành doanh trại đã nghỉ hưu. Kính thưa đồng chí đại tá Trần Đình Chủ, phó cục trưởng cục kế hoạch đầu tư Bộ Quốc phòng. Kính thưa bác Khanh, trưởng ban liên lạc của ngành doanh trại đầu tư xây dựng của Hải quân. Kính thưa các bác, các anh, các chị và các đồng chí. Thay mặt cấp ủy chủ tịch phòng, hôm nay phòng doanh trại được rất trân trọng là được ban liên lạc của ngành doanh trại Hải quân mời tham dự. Chúng tôi xin được báo cáo một số những cái nhất chính của phòng doanh trại trong thời gian vừa qua. Thế thì cũng báo cáo với các bác như thế này, phòng doanh trại trong mấy năm qua thì năm nào cũng được dự với ban liên lạc và đều được phát biểu. Và trong phát biểu thì cũng đã báo cáo với tất cả các bác đã công tác trong ngành biết được cái công việc của phòng trong thời gian vừa qua. Thì hiện nay là doanh trại của chúng ta ấy, là thực trạng nó như thế này, tức là cấp ủy tức là lãnh đạo chỉ huy các đơn vị là vào cuộc quyết liệt, bộ đội thì cũng rất nhiệt tình và có ý thức xây dựng doanh trại, ý thức giữ gìn tài sản doanh trại. Và đến nay thì doanh trại của chúng ta, cái phong trào này phát huy hiệu quả, doanh trại của chúng ta là phát huy nội lực rất là tốt, trồng rất nhiều cây xanh, rồi cảnh quan môi trường là được cải tạo, cải thay đổi rất là khang trang. Thì, thay mặt cấp ủy chỉ phòng thì tôi cũng báo cáo một số cái đặc chính về công việc của phòng trong những năm vừa qua. Cuối cùng xin được kính chúc bác Khanh, kính chúc các bác, các chị, các anh, các em cùng toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và chúc buổi gặp mặt lần thứ 6 của ban liên lạc ngành doanh trại xây dựng của quân chủng Hải quân thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Báo cáo hội nghị thì để tiếp tục theo cái chương trình, tôi xin báo cáo một số các cái nét chính hoạt động của ban liên lạc doanh trại năm 2018-2019. Thì trước khi báo cáo thì tôi xin có một số các cái nội dung như thế này. Thứ nhất là về cái quy chế hoạt động của ban liên lạc truyền thống ngành doanh trại Hải quân thì cơ bản là vẫn như những năm trước, thì năm nay có thêm một số các cái điểm mới. Tôi xin báo cáo như thế này. Thế vì cái chương trình hoạt động của ban liên lạc đấy, do cái yêu cầu nhiệm vụ và một số đồng chí có cái chuyển ở vị trí, cho nên là năm nay được bổ sung thêm những các cái thành viên cũ, thì vẫn là thứ nhất là đồng chí Nguyễn Viết Khanh là trưởng ban, đồng chí Hiền là phó ban, rồi các đồng chí thường trực Đào Văn Trương, Nguyễn Văn Nguyên, Vũ Viết Cương, và năm nay bổ sung thêm là cô Đinh Thu Hương để giúp cho ban liên lạc chúng ta hoạt động đỡ, nhất là cái công tác chuẩn bị cho cái hội nghị gặp mặt. Thế còn thì tổ chức biên chế thì là vẫn như mọi khi, và năm nay thì thêm 5 thành viên mới, thì như tôi vừa báo cáo ban đầu với lại hội nghị rồi. Thế và các cái hoạt động của ban liên lạc ấy thì vẫn như cái quy chế trước đây đã ban hành.
Thứ nhất là ban liên lạc quy tụ các cái anh em sinh hoạt định kỳ, thông tin và thăm hỏi gia đình mỗi thành viên của ban liên lạc khi ốm đau hiếu hỉ và những sự kiện liên quan đến các thành viên. Và từ năm 2019 này thì theo cái thể nguyện, nguyện vọng của cái hội nghị lần thứ 5 chúng ta gặp mặt là sẽ tổ chức mừng thọ hàng năm cho các thành viên khi đến tuổi. Thì từ năm 2019 thì chúng ta sẽ tổ chức mừng thọ cho các thành viên khi đến tuổi 70 trở lên. Thì riêng cái năm 2019 này thì chúng ta sẽ tổ chức mừng thọ cho các đồng chí từ 70 tuổi trở lên. Đấy, mà có nghĩa rằng là kiểu như là những năm trước đây ta chưa làm được, năm nay ta làm một lượt. Thế còn những năm tiếp theo thì những đồng chí nào đến cái tuổi chẵn, năm chẵn của tuổi mình thì sẽ mừng thọ. Thế nhưng mà riêng năm 2019 này thì là sẽ tổ chức mừng thọ cho những đồng chí từ 70 tuổi trở lên. Và trong các cái nội dung hoạt động thì tôi cũng xin nhắc lại, tức là ban liên lạc thì vẫn duy trì cái mối quan hệ mật thiết với phòng doanh trại của cậu Cần, rồi Bộ Tư lệnh Hải quân để cùng góp phần xây dựng cái truyền thống doanh trại Hải quân ngày càng vẻ vang. Thế về cái nhiệm vụ và trách nhiệm và quyền lợi thì nhiệm vụ chung là duy trì thường xuyên cái việc tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, chúc mừng khi có cái sự kiện của các thành viên ban liên lạc cũng như tập thể phòng doanh trại và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên của phòng doanh trại. Và hàng năm tổ chức họp mặt toàn thể ban liên lạc để tổng kết, đánh giá, rồi giao lưu, thăm hỏi vào trong ban liên lạc và rút kinh nghiệm cho cái triển khai hoạt động của những năm tiếp theo. Thế rồi các cái nhiệm vụ của trưởng ban như hoạt động theo cái quy chế của ban liên lạc là phân công nhiệm vụ cho các phó ban và các ủy viên thường trực chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả hoạt động của cái tập thể ban liên lạc truyền thống. Rồi các phó trưởng ban và các ủy viên thường trực thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng ban. Rồi các tổ trưởng có trách nhiệm thông báo các hoạt động của ban liên lạc đến từng thành viên do mình phụ trách và báo cáo tình hình của tổ cho ban liên lạc và chịu trách nhiệm các trước trưởng ban, tập thể ban liên lạc về kết quả hoạt động của tổ mình phụ trách. Thì báo cáo những các cái nội dung về trách nhiệm và như vậy. Thế về quyền lợi thì cũng như mọi năm thôi. Và năm nay thì thêm cái mục như trên tôi vừa mới nói, tức là đến từ tuổi 70 trở lên thì sẽ tổ chức mừng thọ cho các đồng chí thành viên của ban liên lạc. Thế còn các cái quyền lợi mà như trước đây rồi tôi cũng không nhắc lại vì thời gian qua. Thì báo cáo với hội nghị về cái quy chế hoạt động thì tôi cũng xin báo cáo một số các cái nét đặc điểm bổ sung mới của cái năm nay. Và tôi cũng xin báo cáo về cái công tác tài chính thì cũng như là chương trình của gặp mặt thôi. Thế tiếp theo chương trình thì chúng ta đến cái phần mừng thọ. Thì sau đây trước tiên là tôi sẽ kính mời các đồng chí được mừng thọ trong năm 2019 này sẽ lên trên tục này và có đại biểu trao tặng hoa và quà. Báo cáo thứ nhất là đồng chí Khanh, xin kính mời đồng chí Khanh. Xin kính mời đồng chí Sinh. Xin kính mời đồng chí Đảm á, bác Đảm. Đảm đâu? Thế còn năm nay thì có tôi cũng xin báo cáo luôn là bác Phương, bác Tình và bác Nguyễn Phương nữa, rồi bác Đỗ Tuấn, thì bốn bác này là cũng trong cái chương trình nhưng mà hôm nay thì các bác ấy vắng đấy. Và
xin kính mời bác Lương ấy, không còn tiếp tục, còn tất cả các bác sẽ lên ấy đây, bác Lương ạ. Đấy. Bác Lương đến tuổi mình nói. Xin kính mời bác Hồng. Bác Hồng. Xin kính mời bác Mòn. Mòn. Kính mời bác Cảnh ạ. Và bác Vũ Huy Hồng thì hôm nay cũng không tham dự được, có bác Đức Hồng. Và xin kính mời anh Nguyễn Liệu, Phó Ban Liên lạc Truyền thống Hậu cần Hải quân, lên tặng hoa và quà lưu niệm cho các thành viên. Đề nghị chúng ta hoan